Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái bộ nguồn thủy lực là 12V 800W, chuyên dùng để ben thùng xe. Bộ này 800W thì có thể nâng thùng được khoảng hơn 1 tấn, khoảng tấn 2 đổ lại thôi. Đấy, tùy theo cái vị trí các bạn đặt cây ben ở giữa thùng hay là đầu đuôi thùng thì nó sẽ cho cái tải trọng khác nhau. Còn nếu lưng thẳng đứng thì nó được khoảng 800 kg. Cây ben này thì kích thước nguyên chưa đẩy là 40 cm, và khi đẩy ra thì nó là 75 cm hành trình. Đây, bộ nguồn này là nguồn sử dụng một ắc quy, một dây dầu này. Cái loại này thì nó là dạng van điện từ cho nên là rất là dễ lắp đặt thôi. Các bạn chỉ cần tìm được cái vị trí để cái thùng dầu vào cái bộ nguồn này nó không vướng là được. Để bất kỳ chỗ nào cũng được. Và việc bố trí cái van điều khiển này nó cũng rất là dễ thôi. Đây chính là cái van lên thùng xuống thùng đây. Đấy, nó có cái hình thùng lên thùng xuống đây các bạn này. Các bạn bấm này là được này. Đấy. Và bơm dầu này. À, nó bơm dầu thôi, rất là đơn giản thôi. À, kết nối vào cây ben này và cái dây dầu thì nó đều có ốc vặn rồi, chỉ việc vặn vào là được. Đây là hai cái bộ tai đỡ cái cây ben và cái bộ gối ở trên. Đấy. Cái bộ này thì lắp đặt rất là đơn giản. Và các bạn sử dụng cho những cái dòng xe máy xăng cũng được. Xe điện cũng được. À, chỉ cần cái bình ắc quy của các bạn khoảng 50A là các bạn có thể sử dụng thoải mái rồi. Vì là nó là cây ben, nó cũng không phải là hoạt động liên tục, chỉ đỗ dừng và ben thôi. Khi đi thì xe máy nó sẽ tự nạp vào cái bình ắc quy cho nên là các bạn cũng không sợ là hết điện. Với cái bình nhỏ hơn thì mình chưa có thử, thì các bạn về các bạn cứ thử xem thế nào. Theo mình nghĩ thì bình 50A là thoải mái rồi. Đấy. Điện đóm của cái bộ này thì bên mình đều đấu sẵn cho các bạn khi mua về, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, chi tiết của nó đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng ký video mới nhất. Đây toàn bộ của nó đây. Cây ben này thì có thể có màu đỏ. Đừng dán lên sao rồi. Cây ben này thì có thể có màu đỏ hoặc là màu xanh. Thì tùy theo từng đợt thì mình sẽ đưa hai cái loại này cho các bạn, để các bạn lắp đặt. Đấy. Chỉ vậy thôi.